Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay sẽ giới thiệu các bác một dòng xe đua đến từ thương hiệu của Ý, Java Fuoco. Chiếc xe được sử dụng bộ group của 1.5 các bác nhé. Vâng, đây là một chiếc xe mới về tại cổng em, dòng xe đua khung nhôm và carbon. Thì dòng xe vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và chiếc xe có màu tông màu chủ đạo là tông màu xám hoặc những màu xanh lên, con xe rất là hài hòa. Java Fuoco các bác nhé, các bác phải lên Google search thêm về chiếc xe này. Chiếc xe này đến từ thương hiệu của Ý. Với dòng Java này thì tất cả phụ tùng phụ của xe thì đều là DK các bác nhé. DK một hãng chuyên làm phụ tùng của Ý, độc quyền của làm phụ tùng cho Java. Yên DK, cọc yên DK các bác nhé, yên dẹp. Bộ khung khí động học, bộ khung này cho các bác đi không bị sức cản của gió nhiều. Cả khung hầu như là dẹp hết. Đây là điều rất nổi bật của dòng Java. Sẽ lướt qua tổng thể chi tiết xe. Những vết xước vì đã xe đã qua sử dụng, những vết xước này không thể tránh khỏi được. Chất lượng xe đánh giá còn rất là tốt thôi nhé. Đùi đĩa trục giống của DK. Đùi đĩa nhôm trục rỗng này. Xích và lít thì được nâng người chủ chức nâng cấp lên, toàn bộ là màu vàng các bác nhé, rất là đẹp và lạ. Củ đề của 1.5 máy quay rất là bon. Các bác thấy bánh quay rất là đều. Xe được trang bị dây âm sườn, để đi dây âm sườn nó nhé. Trên khung xe có cờ của nước Ý đây. Và khung xe ghi size 50. Lát em sẽ đo lại. Bên trên đây phốt là được của DK các bác nhé. Càng carbon của Java. Trang bị tay lắp cao cấp của 105, siêu lô 105. Bộ phanh bao này. Làm cho nhé. Được trang bị bộ vành và lốp 700 x 23C. 700 x 23C. Trên thân xe thì toàn cờ nước Ý thôi. Gạt đĩa của 1.5. Bây giờ sẽ đo chiều cao không đứng và ngang của xe. Vâng, xe có chiều cao đứng là 50. Ngang là 54 các bác nhé, phù hợp với các bác từ 1m63 đến 1m73, 1m75 đi vừa chiếc xe này. Giờ sẽ đi vào đánh giá chuyển động. Xe được trang bị 11 tầng lip, củ đề của 105, lip vàng các bác nhé.
Bay thì rất là đẹp lên nít xuống nít. Bánh quay rất là bon. Tay phải là đồ đùi đĩa 2 tầng của DK, nguyên bản của Java ấy nhé. Lên đĩa rồi chuyển động rất là tốt. Ra đĩa 105, xích và lít đều màu vàng. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe Java Fuoco, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Ý. Chiếc xe được trang bị phủ đề, tay lắp và gạt đĩa 105 và toàn bộ đồ đều của DK các bác nhé. Xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 11.800.000, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Có quan tâm nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh kia xe đạp và nhấn vào chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.